Một giải đấu truyền thống nơi hội tụ 16 anh tài, đương kim vô địch FC Cường Quốc, Bắc Sa Hà Nội FC Thành Đồng, Vua Phủi FC Tín Lớn và anh em, dòng sông Lam FC MV Cup, sư tử trắng Đại Việt SC, quý ngài FC Mr. Lan Lì, ông vua điện thoại FC Hoàng Gia Mobile, Phượng Hoàng Tím FC Felix, những chú ngựa bất kham FC Gia Việt, sắc đỏ FC Coca Cola và FC SV 2012 FC Sammy Shop FC Lam Tràng, FC Cầu Dầu, FC Hawaii, FC Ecofood, nơi tỏa sáng của những danh thủ sân phụ. Một ngày hội đích thực của bóng đá phong trào, mọi con đường đều dẫn đến sân 88 Lê Văn Lương, tìm kiếm vinh quang. Tất cả chỉ có tại vòng chung kết Forum bóng đá 6 khai mạc 16 tháng 5 năm 2015.